Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 16 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi cơn bão, thiên tai đã được báo cáo ở nhiều nơi, đặc biệt là ở thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, nơi một số người đã thiệt mạng. Một nữ sinh Giang Tô đạp xe xuống cống nước đọng, không may chết đuối. Theo tin tức Cửu Trùng Đài, mưa lớn bắt đầu đổ xuống thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô vào sáng sớm ngày 16 và một số con đường trong khu đô thị đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Sau khi cống cục bộ bị ngập nước, một chiếc xe buýt và một ô tô cá nhân bị hỏng và mắc kẹt, 8 hành khách và một tài xế trên xe đã thoát ra ngoài trong quá trình này. Trong video cũng có thể thấy nhiều đoạn đường trong khu đô thị Dương Châu đang bị ngập nước nghiêm trọng. Tuy nhiên, một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy tại cùng một địa điểm, phần thân trước của một chiếc ô tô tư nhân màu trắng bị nhấn chìm, đuôi xe bị lật ngửa và nổi trên mặt nước, đèn hậu bên trái và bên phải đều sáng. Nhiều người quay video đã nói rằng chủ sở hữu của chiếc xe riêng đã không may bị chết đuối. Về vấn đề này, các sĩ quan cảnh sát từ đồn cảnh sát ở khu vực xảy ra vụ việc nói với Jimu News rằng những người ngồi trong chiếc xe riêng màu trắng không chết. Một báo cáo khác từ các sở ban ngành liên quan của thành phố Trấn Giang được lan truyền trên Internet cho thấy vào lúc 8 giờ sáng ngày 16 tháng 8, một nữ công dân 50 tuổi đã chết khi đi ô tô chạy pin ở cầu Cống Châu trong khu đô thị. Nhân viên của trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán Trấn Giang nhấn mạnh rằng tình trạng khẩn cấp đã được Cục Phát triển Nhà ở và Đô thị Nông thôn thành phố báo cáo. Chiếc xe chưa từng đi qua một đường cao tốc bị tắc nghẽn và không may bị chết đuối sau nỗ lực cứu hộ thất bại. Theo một báo cáo trước đó từ mạng thời tiết Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi cơn bão Tali, đã có mưa lớn cục bộ ở Trấn Giang và Dương Châu, Giang Tô và mưa to hoặc cực lớn cục bộ ở Nam Kinh, Giang Tô và Gia Hưng, Chiết Giang. Thông tin cảnh báo sớm từ trạm khí tượng Trấn Giang cho thấy, vào lúc 7 giờ 13 phút ngày 16 tháng 8, tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng của thành phố đã được nâng cấp thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam. Lúc 2 giờ chiều, tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam đã được dỡ bỏ. Bão sẽ đổ bộ vào trạm Giang, Quảng Đông hoặc có thể đổ bộ lần 2 vào Quảng Tây ngày 18 tháng 8. Theo dự báo mới nhất từ Đài quan sát khí tượng Trung ương, tâm bão số 4 năm nay Tali sẽ đổ bộ vào bờ biển đảo Nam San, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 17, trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Theo Nhấp Cao Chân, một kỹ sư cấp cao tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Biển và Bão của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, khi Tali di chuyển về phía Tây và phía Bắc sau khi đổ bộ, khu vực mưa sẽ dần dần di chuyển về phía Tây đến tận phía Đông Vân Nam. Vì vậy, nói một cách tương đối, phạm vi ảnh hưởng của các trận mưa tiếp theo rộng hơn phạm vi ảnh hưởng của gió mạnh. Dự kiến sau khi Tali đổ bộ, nó sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ vào sáng sớm ngày 18 tháng 8 và có thể đổ bộ trở lại bờ biển Quảng Tây vào rạng sáng ngày 18. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo bão màu cam và cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 6 giờ chiều ngày 15 tháng 8. Dự kiến đến đêm ngày 18, một phần của hầu hết Quảng Đông, Quảng Tây, hầu hết đảo Hải Nam, Đông Nam Phúc Kiến, Nam Hồ Nam và Đông Nam Quý Châu có mưa to đến rất to, trong đó có các khu vực Tây Nam Quảng Đông, Nam Quảng Tây và Bắc đảo Hải Nam. Có mưa dông rất to và mưa dông cục bộ. Đồng thời, ngành vận tải biển, đường sắt và các ngành khác dọc bờ biển Nam Trung Quốc đã kịp thời có biện pháp đình chỉ hoạt động, nhiều danh lam thắng cảnh tạm thời đóng cửa. Trong số đó, tất cả các tuyến từ Quảng Tây, Bắc Hải đến đảo Vi Châu đã bị đình chỉ và đảo Vi Châu đã sơ tán khoảng 18.800 hành khách kể từ ngày 16. Ngoài ra, cung điện Tiahu Nasa Quảng Châu, công viên bờ biển Damesa Thông Quyến, Vịnh Rùa Huệ Châu, bãi biển đầu tiên của Trung Quốc Mao Ninh và nhiều danh lam thắng cảnh khác đã ban hành thông báo đóng cửa tạm thời và thời gian phục hồi sẽ được xác định. Ngoài ra, do ảnh hưởng của cơn bão, sân bay Hải Nam Quỳnh Hải Bảo và sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu đã hủy tất cả các chuyến bay vào ngày 17 và đường sắt cao tốc đảo Hải Nam và các chuyến bay ngoại ô Hải Khẩu cũng bị đình chỉ vào cùng ngày. Kính thưa quý vị, gần đây,
mưa lớn đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi ở Trung Quốc. Hàng trăm hồ chứa ở An Huy đã vượt mức nước lũ cho phép. Nhiều thành phố đã bị ngập úng, một số đường phố ở Đại Châu, Từ Xuyên bị ngập lụt, nhà cửa và cửa hàng chìm trong nước. Từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 8, vùng núi Đại Bi và các khu vực ven sông ở An Huy có mưa lớn và mưa bão cực lớn. Một số khu vực xảy ra ngập úng đô thị và nông thôn, sạt lở núi, 138 hồ chứa vượt quá mức nước lũ cho phép và 542 hồ chứa tràn hồ chứa nước. Các con sông vừa và nhỏ dâng lên đáng kể và tình trạng ngập úng xảy ra ở An Khánh, Đồng Lĩnh, Trì Châu và những nơi khác. Các video được đăng tải trên Internet cho thấy khu đô thị An Khánh bị ngập nước, các phương tiện và người dân bị mắc kẹt. Lũ quét bùng phát ở thành phố Thiên Sơn, An Khánh, nền đường bị phá hủy. Theo các báo cáo, diện tích đất canh tác rộng lớn ở nhiều ngôi làng bị ngập lụt. Ông Khui, một người dân ở An Khánh, đường xá ở An Khánh bị ngập nước. Nước trên núi dâng cao, các hồ chứa cũng đang xả nước. Nước tương đối lớn, một số diện tích đất canh tác cũng bị ngập trong năm nay. Một là nắng nóng, hai là thiên tai nghiêm trọng hơn. Chúa sẽ trừng phạt tội. Và tác động của việc trồng lúa mì là tương đối lớn. Anh Vương, người dân An Khánh cho hay, mưa to quá nên nước không thoát được. Nước tích tụ quá sâu khiến cộng đồng ở đây bị ngập. Bây giờ chưa phải là mùa mưa. Cứ đến mùa mưa là có mưa nhiều, năm nào cũng vậy, quen rồi. Vì ở gần khu vực ven sông, trên Internet đưa tin rằng hơn 100 hecta lúa mì do ông Giang trồng ở làng Jinsen, thành phố Tông Trang đã bị ngâm trong nước và đang phải đối mặt với thất bại. Ông Giang, thôi hết rồi, bên chúng tôi là một hội chợ nhỏ, chỉ vì trời mưa mà nước trong hội chợ không thoát được. Hơn 100 mẫu lúa mì đều chìm trong nước. Ông Chu, một người dân ở An Khánh, thời tiết bây giờ bất thường, mưa đặc biệt lớn và kéo dài trong vài ngày, An Khánh và Đồng Thành nghiêm trọng hơn. Dọc sông có lũ, nước không chảy được ở vùng đồng bằng trống trải. Vào ngày 16, ở Tứ Xuyên có nhiều trận mưa xối xả, có báo cáo về thiên tai. Video đăng tải trên mạng cho thấy nước sông ở Huyền Hán, thành phố Đại Châu dâng cao. Một số tuyến phố bị ngập, nhà dân và cửa hàng ở tầng 1 bị ngâm trong nước, gây thiệt hại nặng nề. Có một đoạn video cho thấy một trận lở đất ở ngọn núi lớn Huyền Hán Ba Sơn đã lao xuống núi và một người đã bị lũ cuốn trôi. Thưa quý vị, vào khoảng 2 giờ chiều ngày 15 tháng 8, một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở nhiều nơi tại Liêu Ninh, khiến các ngôi nhà dân bị tốc mái, trong đó thảm họa ở thành phố Thiết Lĩnh nghiêm trọng hơn và hơn 200 cư dân bị ảnh hưởng, trong đó có 10 người khác bị thương và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Ngoài ra, một số tuyến tàu cao tốc tại địa phương buộc phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của lốc xoáy. Theo đoạn video do cư dân địa phương quay lại, phần thân chính của vòng xoáy lốc xoáy dường như lao thẳng lên trời, di chuyển nhanh cùng các vật thể xung quanh, xe cộ trên đường bị hất tung, mái nhà dân bị tốc mái, những tấm tôn khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Khung cảnh kinh hoàng như trong phim thảm họa, lốc xoáy quét qua nhiều nơi ở Liêu Ninh. Theo tường thuật của CCTV, theo thống kê sơ bộ, hiện tại đã có 70 hộ dân bị ảnh hưởng và hơn 200 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Hiện các nạn nhân đang được chuyển đi, hơn chục người bị thương đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Nhiều tuyến đường cao tốc cục bộ bị ngưng hoạt động do ảnh hưởng của lốc xoáy. Một giờ trước khi cơn lốc xoáy xảy ra ở thành phố Thiết Lĩnh, một cơn lốc xoáy hiếm gặp cũng xảy ra ở thành phố Phúc Tân, Liêu Ninh. Theo nguồn tin từ chính quyền thành phố Phúc Tân, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 14 tháng 8, tại quận Hải Châu do thời tiết đối lưu mạnh đã xảy ra lốc xoáy, gây hư hỏng một số nhà cửa, phương tiện, đường dây điện và cây xanh. Sau khi thảm họa xảy ra, thông báo chính thức ngay lập tức nhấn mạnh rằng hiện tại không có thương vong và lực lượng ứng phó khẩn cấp, xây dựng nhà ở, phòng cháy, chữa cháy và các bộ phận khác đã được tổ chức để tiến hành dọn dẹp tại chỗ và sửa chữa điện. Nhưng một số cư dân mạng Trung Quốc đặt câu hỏi, tốc độ gió quá đáng sợ, tôi không thể chạy được nữa, tôi vẫn có thể bám vào cây, nếu không tôi đã bị hút vào. Tôi không tin là không có ai bị thương. Quý vị thân mến, Ulaanbaatar, thủ đô của Mông Cổ, tiếp tục có mưa và lũ lụt kể từ ngày 13 và thành phố đã bước vào tình trạng báo động cao về phòng chống thiên tai vào ngày 15. Theo báo cáo từ Tổng cục các tình trạng khẩn cấp của Mông Cổ, đập sông Celebo ở phía đông nam thủ đô Ulaanbaatar đã bị lũ cuốn trôi vào ngày 15. Và ít nhất 27 tòa nhà dân cư và hàng trăm phương tiện cơ giới ở khu vực xung quanh đã bị cuốn trôi, ngập. Phần còn lại của thành phố Ulaanbaatar cũng bị ngập lụt ở các mức độ khác nhau. Thị trưởng Ulaanbaatar Sumia Baza đã yêu cầu các bộ phận liên quan đóng cửa của các con đường ở những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Thủ tướng Mông Cổ Oyun Eden đã yêu cầu cơ quan quản lý khẩn cấp nhà nước áp dụng các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo báo cáo từ Cục Khí tượng Mông Cổ, nhiệt độ ở Ulaanbaatar kể từ tháng 7 thấp hơn nhiệt độ trung bình những năm trước. Vào ngày 14, lượng mưa đã phá vỡ kỷ lục cùng kỳ trong 60 năm qua.
Cục Khí tượng dự báo mưa sẽ tiếp tục hết tuần này. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!